Vâng, em xin chào tất cả các bác đam mê radio cassette trên toàn lãnh thổ Việt Nam nhá. Hôm nay chúng kia em xin giới thiệu với các bác một chiếc Toshiba RTSX3. Vâng, rất đẹp ạ. Chiếc này em đã từng giao lưu với rất nhiều các bác model này. Thì hôm nay em mới về được model SX3 rất đẹp ạ. Làng tôi đây bao năm dài chinh chiến, từng lũy che muộn phiền. Tôi có người vợ ngoan, đẹp như trăng 16, cưới rồi đành xa nhau. Nhớ đôi môi nàng hiền, xinh xinh màu nắng, má nàng hồng thơm mùi thơm lúa non. Ai ra đi mà không từng bên riêng, xa người yêu mà dễ mấy ai vui. Em nhìn theo bằng nước mắt chia phôi, tôi mạnh bước mà nghe hồn nhỏ lệ. Này anh lính chiến, người bạn pháo binh, mẹ tôi tóc xương, từng đêm nghe đạn pháo rơi thật buồn. 12/1944, 22/12/2023. 345 ngày Hội Quốc phòng toàn dân, 22/12/1989, 22/12/2023. Tạp chí Quốc phòng toàn dân ra số đặc biệt, đăng nhiều bài viết của các đồng chí lãnh đạo.